Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel và cụ thể là S Game. Như các bạn đang thấy thì chúng ta đang xem cái phần trailer của một tựa game rất hay. Tựa game này chúng ta sẽ cùng nhau cầm súng và đi bắn khủng long. Gameplay của nó sẽ như này, các bạn có thể thấy được có những con khủng long rất là to, có những con khủng long biết bay. Đây có những con khủng long rất là to kinh khủng như này. Thôi xem trailer như thế đủ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game chơi luôn cho nó nóng. Đây tựa game này tên là Call of Mini Dino Hunter. Và đây là giao diện của trò chơi. Với những cái menu như thế này thì chúng ta sẽ có thể mua súng này, học skill này và có thể là trang bị những cái trang thiết bị các kiểu cho nhân vật chúng ta. Tuy nhiên thì mình sẽ vào đánh nhau luôn để cho các bạn không phải chờ lâu. Ở cái phần chơi này thì là cái phần chơi offline này, chơi campaign thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ khác nhau ở mỗi một bàn chơi. Với cái bàn chơi có hình đầu lâu này thì là sẽ là săn boss này, con khủng long rất là to. Nên mình sẽ bắt đầu với lại một bàn dễ thôi, đấy là bàn sống sót đi. Đây, sống sót được 1 phút 30 giây là ok. Với cái bàn chơi này thì có rất nhiều khủng long sẽ lao về phía mình và nhiệm vụ của mình sẽ là phải sống sót. Đây, khủng long đi rồi, bắn. Con này con bé nhất. Đấy, con này con bé bắn 2-3 phát là chết rồi. Chúng ta có một số những vũ khí, đầu tiên thì sẽ là bắn cung này. Đấy, bắn cung thì được cái là range rất là xa, nhưng con khủng long từ xa bắn cũng được. Chứ bắn ngu quá. Ui, đấy, ngắm cho chuẩn. Còn với khẩu súng này là sẽ là súng kiểu shotgun giống ở trong mấy khẩu 21 ở trong Apply ấy. Khẩu này thì bắn rất là lan, tuy nhiên thì cái range của nó ngắn hơn. Nó như này bắn là không trúng, gần thì rất mạnh. Mày chết đi đấy, con này được cái là lan, khẩu này lan. 2-3 con quay vào mình thì mình rút shotgun ra mình bắn là kiểu gì chúng nó cũng chết. Còn lại một khẩu nữa là cái rìu ấy. Rìu này thì chúng ta sẽ phi đến và quật. Mày chết này. Cái melee này thì cũng rất lan, cái lưỡi rìu này thì cũng rất là lan. Mày chết này. Bây giờ toàn con bé nhỉ, không con to. Ơi con rồi mày. 2 con lận này. Mày láo à. Chết đi, đấy. Được cái là cái rìu này thì đám rất là to. Nhưng mà cũng khá là nguy hiểm tại vì là mình phải tiến đến gần những con khủng long. Tốt nhất là khi mà nó còn ở xa thì cứ rút cung ra mà bắn. Khi nào mà nó đến gần rồi thì chuyển sang con shotgun đấy. Chuẩn bài là như thế. Khi mà đứng gần thì bắn shotgun rất hiệu quả. Đâu, còn nào nữa? Nào. Yeah, đấy, xong rồi mình đã sống sót được hết 1 phút 30 giây và cái màn chơi này kết thúc. Sau khi mà chúng ta kết thúc một bàn chơi thì chúng ta sẽ có thể có được những cái reward như thế này. Nó sẽ là những nguyên vật liệu để cho chúng ta có thể chế tạo ra những cái khẩu súng hay là những cái rìu xịn hơn. Đấy, ví dụ như khẩu này là một khẩu rất là xịn này. Thì cái menu Forge này thì chúng ta có thể sử dụng những cái nguyên vật liệu mà đã nhặt được trong quá trình đi bắn khủng long để có thể chế ra những cái vũ khí khác nhau. Ở đây có rất là nhiều loại vũ khí. Đây, khẩu này là cái khẩu hình con chim này. Khẩu này thực ra là chắc là phải mua bằng tiền đây. Khẩu này là phải mua bằng kim cương này thì mới được. Ui, nhìn rất hồ báo, đây là cái rìu. Có rất nhiều những loại vũ khí khác nhau từ rìu này. Ui, cái rìu này, cái búa đẹp ấy nhỉ. Đây là bắn cung này. Còn đây là shotgun này. Ui, shotgun này xịn thế. À không, đây không phải shotgun, đây là bắn súng bắn từ xa. Ui, khẩu này xịn thật đấy. Đây, mình mới chỉ có khẩu đều này thôi. Còn đây là shotgun này. Úi dồi, khẩu này cũng kinh, bắn ra cả tia đồ điện. Còn khẩu này thì không biết là cái gì luôn, nhưng mà là còn nguyên một con khủng long cầm con khủng long. Ui, thổi ra băng, đẹp quá rồi, nhưng mà chắc là đắt lắm. Đấy, có rất là nhiều những loại trang thiết bị khác nhau chúng ta có thể mua bằng game hoặc có thể chế được bằng những cái nguyên vật liệu từ cái quá trình săn khủng long. Đây ví dụ như là cái khẩu này thì mình có thể upgrade nó lên bằng những cái đây chắc là máu khủng long à nọc độc của khủng long. Khủng long có nọc độc. Còn ở cái menu này thì chúng ta có thể học được những cái loại skill khác nhau. Đợi một chút, đây là một cái skin có thể giúp chúng ta tăng 4% đam với những khẩu cung. Đấy, nghĩa là cái con nhân vật của mình hiện tại bây giờ nếu mà bắn cung thì đam sẽ to hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh những con khủng long to xem nào. Nãy giờ thì toàn những con khủng long vừa thôi, chưa to lắm. Đây, chơi cái bàn này đi. Cái bàn này là thực ra là khá là khó, mình vẫn chưa qua được nãy giờ. Với cái level này thì chúng ta sẽ phải tiêu diệt một con khủng long rất to ở đây, chỉ có một con thôi. Và chúng ta sẽ phải chiến đấu solo với nó. Đấy, nó đấy. Đấy, thấy to chưa? Ngoài ra thì nó có thể gọi ra mấy thằng đệ con kiểu này. Mày chết đi. Trời ơi, nó phi vào người mình. Trời ơi, một phát nửa máu này sợ chưa? Trời ơi. Ngoài ra thì nó... Ủa rồi, vãi, chết luôn. Con khủng long này nó còn có thể bắn ra được những cái cục đất. Và nó... cục đất này nó ném vào mặt mình, là mình chết luôn. Con này nghe vẻ hơi quá sức. Bây giờ mình sẽ chuyển sang con boss khác. Đây, con này đi. Con này thì mình đã từng qua rồi, đơn giản. Đâu, mày đâu? Mày đâu? Mày lại đây. Đâu, mày đâu? Đâu nhỉ? Chưa thấy khủng long xuất hiện. Đâu nhỉ? Sao lâu xuất hiện đấy em? Lâu thế. Đây rồi, đây mới là khủng long to ra rồi. Con này con khủng long bạo chúa này. Ghê không? Úi trời ơi. Nó cắn mình ấy.
đứa móc lốp ấy, mày đúng không? Mày đúng không? Mày móc lốp tao. Mày móc lốp tao đúng không? Ui dồi, nó phi vào người mình. À! Mày chết đi. Con khủng long này khá là ngu, kiểu nó cứ đần đần chậm chậm. Ui dồi, nhưng mà nó cũng có thể ném ra được những cung đất giống như con khủng long ban đấy. Tuy nhiên thì nó chỉ có một cung thôi. Đấy, con này được cái là nó chậm hơn con lúc đấy. Mình có thể dễ dàng tránh skill của nó. Mình sẽ chuyển sang dìu mình vào, mình tẩn nhau với nó. Nào, mày thích gì? Ôi, gần chết. Chết rồi. À, ôi chết rồi. No. Chẳng qua là mình hơi sida cái đoạn cầm dìu nhảy vào đánh khủng long đấy, chứ còn nếu mà cầm súng bắn thì kiểu gì cũng sẽ qua được cái level này. Thực ra thì các bạn có thể thấy là cái công việc săn khủng long khổng lồ khá là khó, cho nên là trò chơi này có một cái chế độ rất hay, đó là chế độ co-op. Có nghĩa là chúng ta có thể cùng với lại những cái bạn bè khắp năm châu bốn biển cùng nhau diệt khủng long đấy. Chúng ta sẽ tìm trận đấu và sẽ cùng với lại hai hoặc là ba đồng đội nữa. Đây, ba đồng đội, let's go hunting đấy, đi cùng nhau đi săn những con khủng long lớn. Những con khủng long lớn nên này thì chúng ta sẽ có được những cái phần thưởng rất là xịn. Nào đâu, khủng long lớn đâu? Đây, đồng đội của mình đâu? Đây là hai thằng đồng đội của mình. Rồi, anh em cùng nhau đi săn khủng long. Shotgun, chuyển sang shotgun. Các bạn thấy không? Đang đây, con khủng long xuất hiện rồi. Nó là cái con. Nào. Ba anh em với nhau mà không diệt được con này ạ. Ở đây thì mình đang là thằng level cao nhất, còn mấy thằng kia toàn level 2 với level 3 thôi. Sida. Cái ôi nó cắn mình. Ôi. Mình chết rồi. Revive được không? Ôi, không đủ game. Rồi, rất tiếc là mình đã chết rồi và cũng không đủ game để hồi sinh. Khi mà mình đã chết rồi thì mình hoàn toàn có thể ở lại và xem anh em của mình chiến đấu. Tuy nhiên thì hai cái thằng này cũng khá là ngu, nó cũng gần chết rồi. Như vậy là mình đã vừa cùng các bạn chơi thử cái tựa game mang tên là Cone of Mini Dino Hunter. Tựa game này chúng ta có thể săn khủng long với đồ họa khá là cute. Ôi, cái thằng này bị con khủng long đuổi đấy rồi. Đồ họa của tựa game này thì nó theo cái phong cách kiểu giống cái mấy con Lego ấy. Đấy, những cái con nhân vật tay chân của nó sẽ không có ngón tay các thứ mà nó chỉ là những cái cục thôi. Tựa game này thì còn có rất là nhiều những cái điểm khác đang chờ các bạn khám phá. Mời các bạn tải game về và chơi thử. Tựa game này thì hoàn toàn miễn phí thôi. Chúc các bạn vui vẻ với Cone of Mini Dino Hunter. Xin chào và hẹn gặp lại.